Tập 248 SP P7 cuộc thi thể thao trường mẫu giáo. Hôm nay ở trường xin có ngày hội thể thao nên mọi người tập trung rất đông. Bố mẹ cũng mang máy quay đến để quay lại khoảnh khắc lúc xin thi đấu. Mẹ thấy đông quá, chắc là chen vào rồi tìm chỗ ngồi tốt mới được. Bên này mẹ Nene cũng có mặt từ sớm. Thấy mẹ Misae mà mẹ Nene chẳng vui chút nào cả. Sợ bị phát hiện nên cô lấy khăn trùm đầu lại trốn. Tìm một hồi thì cuối cùng mẹ cũng nhắm được chỗ gần mẹ Nene nên đi qua. Mẹ Nene thấy đúng là bực mình, lúc này các đội thi đấu cũng ra sân biểu diễn bài đồng diễn. Thấy con gái nên mẹ Nene quên hết mọi thứ, lấy máy quay ra quay con gái nhảy. Đột nhiên Xin lắc mông chạy qua làm cô mất hết cả hứng. Sau đó cô vừa quay vừa cổ vũ cho con gái. Bất ngờ một chiếc mông lù lù trước máy quay làm mẹ Nene hết hồn, thì ra là chiếc mông huyền thoại của Xin. Vậy là mẹ Nene xỉu ngang luôn, rồi cô điên tiết hét Xin đi ra chỗ khác. Nene thấy mẹ hung dữ quá nên đứng run lẩy bẩy. Mẹ Nene đang bực điên cả người thì mẹ Xin lại gọi. Mẹ vui quá, lại gặp người quen ở đây. Mẹ Nene cay lắm nhưng mà miệng vẫn cố cười, rồi cô lại tiếp tục quay Nene. Nhưng mẹ Misae cứ ngồi một bên hét to gọi tên Xin làm cô thấy phát bực. Bố nghĩ là mẹ không nên phấn khích quá, nhưng mẹ vẫn muốn cổ vũ cho Xin. Vậy là mẹ giơ tay lên hò hét cổ động thì vô tình che mất máy quay của mẹ Nene. Hima cũng đang cổ vũ cho anh trai thì bị mẹ Nene nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn nên sợ quá khóc ré lên. Vậy là mẹ phải dỗ cô bé. Mẹ Nene tranh thủ lúc này tiếp tục quay và cổ vũ cho Nene. Và tiếp theo là phần thi tiếp sức. Kazama đang khởi động thì quay ra dặn Xin và Masao nhớ tập trung vào. Xin liền tụt quần lắc mông bảo cu cậu đã sẵn sàng. Masao có vẻ lo lắng lắm mà tự dưng cậu bạn mắc đi vệ sinh. Xin bảo sao lúc nãy không đi đi, nhưng mà Masao đã đi rồi, chắc là do căng thẳng quá nên mới vậy. Lúc này tên che ta cũng qua cả khịa Xin, nhưng Xin chắc chắn lớp hướng dương sẽ đánh bại lớp hoa hồng. Masao nghĩ là Xin đừng nói quá, không thua thì quê lắm. Xin thấy Masao yếu đuối vậy thì sao mà thắng nổi. Tên che ta thấy sao mà lớp hướng dương có thể thắng nổi. Xin liền đẩy Masao lên bảo có Masao sẽ thắng, nhưng Masao thấy sợ quá. Vậy là đám chi ta đứng cười hả hê, rồi Xin bảo Masao chỉ cần chạy nhanh tới đó là được. Masao lo lắm, còn Xin thì quấn khăn lung tung lên cả mặt chuẩn bị thi đấu. Lúc này thầy hiệu trưởng ra hiệu lệnh, vậy là đám trẻ thi nhau chạy. Trong này cô Matsuzaka và cô Yoshinaga đang cổ vũ cho lớp của mình. Cô Matsuzaka chắc chắn lớp hướng dương sẽ chiến thắng. Vậy là cả hai cãi nhau chí chóe, cô Matsuzaka nghĩ là nên cá cược. Nếu lớp hướng dương thua thì cô Yoshinaga phải mời cô đi ăn. Cô Yoshinaga thấy cô Matsuzaka không nên lấy công sức của trẻ ra để cá cược như vậy. Cô Matsuzaka thấy cô Yoshinaga sợ thua nên mới không dám cá thôi. Điên quá cô Yoshinaga cá luôn, nhưng mà nếu cô thắng thì cô Matsuzaka phải mời cô ba bữa. Thấy hai cô gắt quá thầy hiệu trưởng phải ra ngăn lại. Ngoài sân, đám trẻ vẫn đang cố gắng chạy. Tên chi ta thấy đồng đội của mình đang dẫn đầu nên sẽ thắng thôi. Masao cũng đang ngồi tự động viên mình cố gắng. Ngoài này mọi người vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình. Đến lượt bạn truyền gậy cho Kazama thì vô tình cậu làm rơi. Vậy là Kazama phải quay lại lấy nên đội Hoa Hồng đã dẫn trước. Tên Chita và đồng đội đang tự tin đội của hắn sẽ chiến thắng. Lúc này Kazama cũng đang tăng tốc. Nhanh chóng cậu bạn vượt lên đội Hồng rồi chạy nhanh đến đưa gậy cho Shin. Nhưng Shin cứ đứng yên chẳng chịu chạy làm Kazama phát bực. Cô Yoshinaga thấy chán Shin quá. Cô Matsuzaka thấy vậy thì đoán chiến thắng sẽ thuộc về lớp cô rồi. Nhưng cô Yoshinaga đã có chiêu, nói rồi cô cầm quyển tạp chí chị gái xinh đẹp chạy đi. Thầy hiệu trưởng thấy đám trẻ rất cố gắng. Ngoài sân, Cheta và đồng đội của cậu đang chạy thì bất ngờ bị Shin vượt lên trước. Thì ra cô Yoshinaga đang cầm quyển tạp chí chị gái chạy trước nên cu cậu có động lực chạy lên để lấy. Cô Matsuzaka thấy như vậy là phạm luật nên cứ đuổi theo cô Yoshinaga. Cuối cùng Bo cũng trao gậy cho Masao, cậu bạn thấy lo quá. Bố mẹ ngồi trong liền hét to động viên cậu bạn, đột nhiên Masao vấp chân nên té sấp mặt. Vậy là giờ chỉ còn mình Xin, cô Yoshinaga đang dụ Xin về đích thì đột nhiên cu cậu rẽ qua lại chỗ Masao động viên cậu bạn. Cô Matsuzaka nhân cơ hội bảo Cheta và đồng đội chạy về đích, nhưng hai người lại chạy qua chỗ Masao. Vậy là đội màu hồng cũng chạy theo, được mọi người động viên nên Masao lấy lại tinh thần đứng dậy. Vậy là tất cả cùng nằm tay nhau chạy về đích. Bố mẹ thấy rất cảm động vì con trai mình thật tốt bụng. Vậy là cả khán đài đứng lên reo hò trong nước mắt. Cô Matsuzaka và cô Yoshinaga thấy thật xấu hổ khi chỉ muốn phần bua thắng thua. Thầy hiệu trưởng thấy rất đáng học hỏi đám trẻ. Sau tất cả đám cùng chạy về đích mà chẳng cần thắng thua gì cả. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 367, P3 có một người bạn không biết. Masao đang làm quỷ để đi tìm các bạn, cậu bạn quyết tâm lần này sẽ bắt được hết mọi người. Nhanh chóng Masao bắt được Bo đang trốn sau bụi cây, Nene thì núp sau cầu tuột. Tiếp theo là đến Xin, Masao đi tìm thì thấy cu cậu đang treo chân trên đồ chơi. Masao bảo Xin có làm gì thì cậu vẫn nhận ra thôi. Giờ chỉ còn có Kazama nữa thôi, nói rồi cậu bạn vào tổng lớp tìm. Lúc này Kazama cũng trốn sau vòi rửa tay.
Đột nhiên Mã Sập thấy bóng ai trong lớp, Kazama nhân cơ hội Ma Sao không để ý liền chạy ra đập cây cứu các bạn. Ma Sao thấy thật mệt mỏi khi phải tiếp tục làm quỷ, xin thấy Ma Sao hợp làm quỷ gì quá mà. Nene cũng thấy Ma Sao chỉ có làm quỷ cả ngày thôi, rồi cậu bạn tiếp tục làm quỷ, tự nhiên Nene thấy chơi hoài chán quá. Ma Sao nghe mà vui quá, cậu cũng thấy nên chơi trò khác đi, vậy là cả đám cùng chơi trò gia đình. Vì Jin say xỉn nên Ma Sao phải đưa cu cậu về nhà, Nene thấy rất bực mình. Ma Sao liền giải thích là vì quản lý mời nên không thể từ chối, Jin thấy mệt quá nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Nene điên quá đi ra thì vô tình kéo tay người bạn bí ẩn kia đi luôn. Mà chẳng biết, vậy là Ma Sao cứ đứng dãy đành đạch. Bên này Kazama và Bo đang thấy rất mệt mỏi khi Nene lại chơi trò gia đình. Tự nhiên Nene vào hét toáng lên, cô bảo Kazama phải đóng vai bố vợ. Còn Bo cô bé vẫn chưa biết nên làm gì. Bo thấy hay là mình sẽ vào vai một đứa trẻ. Nhưng Nene thấy không hợp lý lắm, lúc này thầy hiệu trưởng cũng ra. Vậy là cả đám đến vây quanh thầy, rồi thầy mời đám trẻ đến nhà thầy chơi rồi uống siro đá bảo. Cả đám nghe mà thích quá, nhưng xin thấy hôm nay thầy tốt đột xuất quá. Thầy thấy xin toàn nghĩ lung tung thôi, bên này cậu bé kỳ lạ kia vẫn đứng đó mà chẳng ai thấy cả. Sau đó đám trẻ cùng vào nhà thầy hiệu trưởng. Rồi thầy mang ra 5 ly đá bảo vị dâu cho 5 thanh niên. Thầy bảo thầy đã chuẩn bị cho mỗi người 1 ly nên không được giành nhau. Trong khi Ma Sao chưa có thì Bo, Nene, xin cùng Kazama ngồi ăn ngon lành. Thầy hiệu trưởng thấy rõ ràng là thầy đã làm 5 ly mà, vậy là Ma Sao khóc ròng luôn. Vậy là thầy hiệu trưởng lại phải lấy ly khác ra cho Ma Sao. Thì ra người bạn tàng hình kia đã lấy phần của cậu bạn. Nene thấy hình như lúc nãy chơi trò gia đình cũng có thêm một người. Ma Sao cũng thấy lúc chơi trốn tìm hình như cũng có. Kazama không biết đó là ai nữa, xin thấy chắc là bạn của xin rồi, Bo cũng không biết là ai cả. Thầy hiệu trưởng nghĩ đó là một hồn ma, cả đám nghe mà hết hồn. Thầy bảo nếu đó là ma thì nó cũng không đáng sợ đâu. Rồi thầy kể cho cả đám nghe câu chuyện về hồn ma trẻ em. Đó là một cậu bé sống trong một ngôi nhà cổ, thường thì sẽ không ai nhìn thấy cậu ấy. Nhưng mà có khi cậu ấy đã chơi trốn tìm cùng mọi người, đám trẻ nghe mà hoang mang quá. Thầy hiệu trưởng bảo thầy chỉ đùa thôi, vì đó chỉ là một câu chuyện cổ tích. Với lại đây là trường học chứ đâu phải ngôi nhà cổ đâu mà có hồn ma. Kazama cũng nghĩ như vậy, nhưng Nene vẫn hơi hoang mang. Tự nhiên Ma Sao mắc đi vệ sinh mà sợ quá chẳng muốn đi, đã vậy xin còn làm hồn ma làm Kazama nổi điên lên. Thầy hiệu trưởng bảo hồn ma trẻ em không đáng sợ vậy đâu, vì nó không làm hại đến trẻ em. Nene nghe vậy thì nghĩ là không sao nên rủ cả đám cùng tiếp tục chơi trò gia đình. Vậy là mọi người cất ly đá bảo vào khay. Bo không hiểu sao lại có tận 6 ly, Ma Sao nghĩ hay là có hồn ma. Nene thấy mấy bạn ồn ào quá, xin nghĩ chắc là hồn ma đó rồi. Kazama thấy xin toàn nói lung tung thôi, vậy là cả đám cùng chạy ra ngoài chơi. Đột nhiên thầy hiệu trưởng đứng hình khi thấy tận 6 người lận. Thầy không nghĩ là lại xuất hiện hồn ma ở đây. Thấy cửa tự đóng mà thầy toát hết cả mồ hôi hột, thầy hy vọng là trường mẫu giáo này sẽ không bị phá sản. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 473 nhà hàng gia đình và stress. Mẹ đậu xe rồi dắt xin vào nhà hàng, nên ăn gì đây nhỉ? Xin muốn ăn mì ramen cho trẻ em nha, cả cà ri và soda kem nữa. Mẹ nói không thể ăn nhiều như vậy, với lại hôm nay là gần ngày nhận lương của bố thôi nên không ăn sang được. Xin hỏi không phải do mẹ mập à? Mẹ cú đầu xin cái tội trêu mẹ này. Mẹ sực nghĩ ra bữa trưa với mì ramen nhỏ, bánh mì và salad ăn thỏa sức thật là hợp lý. Hai mẹ con vào bên trong quán, chị nhân viên chào và hỏi đi mấy người, xin cũng nói theo đồng thanh không sai một chữ. Mẹ xấu hổ bực mình quay qua nạt xin, xin tiếp tục nói Hima là trẻ sơ sinh nên là có hai người. Mẹ bực bội nhéo tai xin quát ăn nói linh tinh, rồi quay qua nói với chị là một và hai đứa trẻ. Chị hỏi có hút thuốc không, tất nhiên là không rồi, xin chê mẹ gà ghê. Chị nhân viên dẫn họ vào bàn không hút thuốc, xin liếc nhìn quan sát rồi khoanh tay nhận xét không có gì thay đổi nhưng lộng lẫy hơn một chút. Mẹ lại nhéo miệng xin cái tội tài lanh à, chị mời mẹ xem menu chọn món, xin lại cảm thán vì còn 3 ngày nữa mới lãnh lương nên không được xa xỉ. Mẹ ngó lơ không thèm đôi co với xin nữa, chị hỏi có cần đồ uống không, mẹ xấu hổ quay đi thì xin xua tay không cần, chỉ cần uống nước lọc miễn phí là đủ. Xin còn tiện thể xin thêm ống hút, mẹ không biết giấu mặt vào đâu nữa rồi bèn nói chị đừng để ý đến xin. Chị xin phép đọc lại món của mẹ là quý bà tập 1. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, thật là xấu hổ chết mất, nhìn mặt mẹ nhăn nhúm đến tội. Mẹ thầm nghĩ có cần phải đọc to vậy không chứ? Xin than thở mình đói lắm rồi, bao giờ mới có đồ ăn, mẹ nhăn nhó bảo sẽ có sớm thôi. Bàn phía sau phá lên cười lớn khiến mẹ giật mình quay lại nhìn. Bỗng Hima lại chui vào áo mẹ bú sữa, mẹ đỏ mặt sao lại như thế ở đây chứ hả? Xin tức giận sao có thể uống một mình trước vậy chứ, rồi chạy đến kéo Hima ra vừa mắng đã đi ăn thì đi cùng nhau rồi mà. Mẹ bực bội đẩy xin ra gào lên làm gì vậy chứ hả? Bàn phía sau liền khó chịu trách ồn ào quá họ muốn ăn trong yên tĩnh. Mẹ cúi mặt không dám hó hé gì, chị nhân viên mang đĩa ra để khách đi lấy salad ở quầy. Xin cầm đĩa đi mẹ nhắc cẩn thận nha.
Xin gặp một cô gái to lớn đang bê hai đĩa salad cao ngất đi tới, hai bên đi qua lại đều đụng nhau thế này, mẹ định đi tới nhưng mắc hima rồi. Xin đụng trúng chân cô ta khiến cô nghiêng ngả đĩa sanda như muốn đổ luôn, thật may mắn vì cô ta lấy thăng bằng lại kịp. Xin đang ăn salad, chị phục vụ mang bánh mì đến xin chưa kịp chọn mẹ vội bịt miệng xin lại và chỉ vài thứ bánh. Có lẽ nên như vậy chứ để xin nói nghe quan ngại quá đi. Xin cảm thán mẹ thật ác độc, mẹ nhắc ăn mau đi. Xin muốn ăn món của mẹ, mẹ liền đổi cho xin. Bỗng Hima khó chịu giật tóc mẹ từ sau, mẹ la lên oai oái làm gì vậy chứ, xin đoán là Hima vẫn đói đó. Hima liền òa khóc mẹ vội dỗ, xin khoe ngực ra hỏi Hima muốn uống sữa của mình không, Hima nhìn thấy càng òa khóc lớn hơn. Mẹ mắng xin đi về chỗ đi, các cô bàn bên lại quay qua nhìn mẹ khó chịu. Mẹ vội cho Hima uống sữa rồi ăn nhanh để đi về. Xin giơ tay lấy bánh lại làm đổ ly nước, mẹ vội lau rồi dặn cẩn thận chứ. Hima nhanh chân trèo qua bàn bên cạnh mẹ vội chạy đến bế Hima lại và không ngừng cúi đầu xin lỗi. Xin gọi mẹ thông báo mình lỡ làm hư đồ chơi robot siêu nhân rồi, mẹ hét lên rồi chạy tới sửa lại nhưng không được. Mẹ đau khổ vì phải tính tiền luôn con robot, mẹ uể oải bước ra cửa hàng trong đau khổ, quả là bữa ăn trưa ám ảnh.